Hello, xin chào tất cả mọi người. Dư vì thời gian vừa rồi bận quá thằng mệt không nói nhiều. Chào chú Phương Nguyên. Với chuyến từ thiện của chị An Nhiên với Duy Nguyễn lên chỗ quê hương Dương Vi ấy, thì Dương Vi rất là cảm ơn những anh chị nhà hảo tâm, đặc biệt là chị An Nhiên, anh Lưu Ly và Duy Nguyễn là cùng Dương Vi đồng hành với chuyến từ thiện. Cái kế hoạch xây dựng ra cách đây được hơn tháng, gần 2 tháng nay rồi. Thì đến hôm qua thì cũng gọi là trao từ thiện thành công cũng rất là tốt đẹp, nên là Dương Vi tối hôm qua mới ngủ được, ngủ rất là ngon, trưa nay cũng ngủ thêm giấc nữa. Chào chị Mai Huyền, chào tất cả các anh chị em. Đối với công tác từ thiện này, cái kế hoạch nó có như vậy. Đến lúc vào thực hiện xong là đến lúc trao quà cho tất cả mọi người ấy, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc thì Dương Vi vẫn còn lo lắm, lo rất là nhiều thứ. Đặc biệt hơn như chị An Nhiên cũng rất là lo này, Duy Nguyễn cũng là lo, bởi vì Duy Nguyễn là người cầm tiền nhận sự ủy thác của những cái nhà hảo tâm mà chia sẻ cái Tết cho đồng bào ở vùng cao ở quê hương Dương Vi này. Mọi người cứ comment nhỉ, Dương Vi khắc nói chuyện khắc tự biên tự diễn chả biết nói gì đâu. Đến giờ phút này Dương Vi vẫn còn rất là xúc động. Vâng, cháu chỉ có cái mồm thôi cô Hà Thu ạ. Cháu thì rất là nghèo, tiền bạc cháu không có, nhưng mà cháu chỉ có cái tấm lòng, cái lòng nhiệt huyết thôi. Làm thế nào để cho những cái đồng tiền mà các nhà hảo tâm ấy, các nhà thiện nguyện người ta ủy thác cho Duy xong cùng với cháu với chị An Nhiên, đáng nhẽ anh Lưu Ly về nước được thì cả anh Lưu Ly nữa, bốn người cùng nhau đứng ra trao quà đấy sẽ là một cái ý nghĩa hơn. Nhưng mà anh Lưu Ly không về nước được, chị An Nhiên cố gắng về, thì trong đó Duy là người đại diện đứng ra để trao quà trực tiếp cho tất cả những hộ nghèo mà cái danh sách như cháu đã gửi cho Duy Nguyễn. Ngay cả anh Lưu Ly với là cả chị An Nhiên cũng biết, thì hôm qua cũng đã làm xong cái việc đó. Vâng, Duy Nguyễn với chị An Nhiên giờ đã về đến thành phố Hồ Chí Minh rồi cô. Chào chị Hà My. Duy lên đấy không có gì để nhớ, chắc chắn là chỉ có nhớ một điều rằng lên đây từ thiện thiện nguyện á, thắng là được ăn Tết với bà con ở trên quê hương Dương Vi, được uống cái rượu thóc tự nấu, đó là một cái đặc sản đặc trưng của quê hương Dương Vi. Chào Hạnh AK, chào anh Phùng Nên.
Anh Phùng Nên ơi, đáng nhẽ em gọi anh lên cùng Duy Nguyễn, đỡ phải anh đỡ Duy Nguyễn với chị An Nhiên đỡ phải tìm xe này nọ vất vả, nhưng mà em thấy anh cuối năm công việc bộn bề còn nhiều công nhân nữa nên là em không gọi anh mà là Duy ra Bắc như thế này kia, xong là lịch trình như thế này thế nọ thì em không gọi cho anh. Nếu mà em nhờ anh là anh ơi, cố gắng xuống đón Duy Nguyễn ở sân bay xong là cho Duy lên nhà em thì chắc chắn là anh sẽ giúp em. Vâng, cô Hà Thu ở trên quê cháu có nhiều địa phương rất là khó khăn. Cô nói rất là đúng đấy. Vâng, nếu anh lên cùng ngày cùng đoàn đi cùng với Duy với chị An Nhiên sẽ rất là vui. Nhưng mỗi tội là uống hơi nhiều. Duy lên Duy không uống, chị An Nhiên không uống được rượu. Nên hôm qua kết thúc chương trình từ thiện Duy là cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Cái gánh nặng ở trên hai vai là gỡ bỏ hoàn toàn, Duy đã uống được mấy ly. Nhà về kêu cứ xỉn suốt anh ạ. Ở trên này đồng bào người ta có cái tấm lòng rất là hiếu khách, mến khách. Nghèo thôi nhưng mà cái tấm lòng người ta thật thà chân chất. Cái chị An Nhiên á, trong lúc ăn cơm trưa cũng làm cái like, uống rượu cụp ly xong là phải bắt tay. Đó là cái đặc thù, đặc trưng nền văn hóa của địa phương của em anh nên. Ở trên này bắt đầu ăn Tết từ hôm 18 với từ nhà em, xong là sau mấy nhà hôm nay cũng nhiều nhà ăn Tết rồi, mổ lợn mổ dê ăn Tết rồi đấy. Chào chị Thị Tuyết Nhung Phạm. Nick em bị zip, hôm qua chia sẻ nhiều quá trên các trang ấy, nên là hôm nay lại bị báo cáo sai phạm rồi anh Phùng lên. Không bao giờ có camera được. Chắc ít nữa em lập nick mới xong thay điện thoại để xem có camera. Chào Lê Thị Hằng Phương. Vâng, chào chị. Duy với chị An Nhiên lên đây không có thời gian nhiều, Duy lên kéo dài thời gian như vậy á thì cũng rất là khó ở công ty, bởi Duy là giám đốc công ty nên kế toán nhiều lúc làm việc không có chữ ký của Duy, cuối năm không thanh toán, không quyết toán được tiền nong nên rất là khó. Duy cố gắng kéo dài như vậy là tốt lắm rồi. Ruby chỉ một lần nữa xin chân thành cảm ơn các anh, các chị, các nhà hảo tâm ở trong nước cũng như là ở nước ngoài đã tin tưởng vào Duy Nguyễn, anh Lưu Ly, An Nhiên và Dương Vi nên đã đóng góp ủng hộ, góp một gọi là một chút ít
để cho đồng bào ở quê hương Dương Vi ấy, có một cái Tết nó đầm ấm, hạnh phúc hơn. Đó. Chào em Nhi Vũ nhé. Đối với cái chương trình làm từ thiện như Duy với Dương Vi và chị An Nhiên, anh Lưu Ly ấy, làm như vậy thì rất là chặt chẽ, xem chứng minh thư hộ khẩu đối chiếu với danh sách hộ nghèo, và đại diện bên cơ quan, bên ủy ban ấy, người ta đứng ra giúp mình làm việc đó, xong mình đối chiếu trao quà từ thiện đến tận tay từng hộ nghèo, đúng và đủ, như thế tránh được cái sự xuyên tạc là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những nhà hảo tâm, những nhà từ thiện người ta không mất lòng tin vào những người như Duy Nguyễn này, anh Lưu Ly và chị An Nhiên. Dương Vi chỉ biết cảm ơn và cảm ơn tất cả các anh chị em, các cô chú bác, các nhà hảo tâm vậy thôi. Mọi người hãy comment đi, comment để Dương Vi còn biết nói chuyện. Dương Vi thực ra thời gian này không có nhiều đề tài để nói lắm. Vâng, chị Lê Thị Hằng Phương, cả chị Nancy nữa. Rất là nhiều người. Nói chung là những người nào tin tưởng Duy Nguyễn này, tin tưởng Lưu Ly, An Nhiên, Nancy, Dương Vi thì mọi người đã không ngần ngại là rút cái hầu bao để trao cái tấm lòng yêu thương đối với quê hương Dương Vi, với đồng bào dân tộc ở nơi Dương Vi đang sinh sống. Như vậy Dương Vi không 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 biết nói gì nữa, rất là xúc động. Mà tối hôm qua xong việc rồi ấy, Dương Vi xem bóng đá vừa cảm thấy, mới biết cảm thấy là buồn ngủ. Đến trưa hôm nay mới ngủ một giấc thật là ngon, không lo nghĩ gì nữa. Từ bắt đầu xây dựng cái chương trình này ra, Dương Vi khó ngủ lắm. Nó nhiều cái trằn trọc, trăn trở. Chỉ có Duy Nguyễn với chị An Nhiên đi chuyến này thì đi thực tế thì mọi người biết. Với đặc thù quê hương Dương Vi nó khác. Dương Vi cũng chia sẻ với chị An Nhiên, với cả Duy Nguyễn mà. Nên là Duy Nguyễn, chị An Nhiên ấy, hiểu rõ về cái tình hình ở nơi quê hương Dương Vi, mà đặc biệt là những người dân như Dương Vi ấy. Đối với đồng bào ở xuôi ấy, thì mỗi người nhận được 1 triệu nó không là gì đâu. Nhưng mà đối với ở vùng cao 1 triệu nó là cả một cái vấn đề, nó góp thêm một chút, không nhiều lắm nhưng mà nó gọi là có, để đầy đủ hơn trong cái bữa tiệc tất niên cuối năm chẳng hạn. Đấy. Sắm sửa thêm được một chút gì đó, gọi là ngày Tết nó thêm tươm tất như anh Lưu Ly nói vậy đấy. Ở quê hương Dương Vi là nghèo, cơ sở trường học này cũng chưa được đảm bảo. Nói chung là cơ sở vật chất trường học hay là các cơ quan này nó không đảm bảo. Dương Vi có nhiều cái chương trình, nhiều cái dự định lắm, nhưng mà Dương Vi sẽ cố gắng là qua Tết Nguyên Đán này đi, Dương Vi sẽ có một cái chương trình
kêu gọi mọi người ủng hộ Dương Vi để mua cái cờ Tổ quốc, trao tặng một xã, một thôn ở một huyện biên giới. Dương Vi nói trước, Dương Vi chỉ có nhận cờ không nhận tiền đó. Mỗi người gửi cho Dương Vi 1 2 lá cờ hoặc là 5 10 lá cờ cũng được, cờ Tổ quốc ấy. Thì Dương Vi nhận nhận thằng Dương Vi sẽ bố trí thời gian đi trao đến địa điểm đó trước ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 2019, thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Dương Vi chỉ nói về cái chương trình từ thiện và cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã ủng hộ giúp đỡ Dương Vi, Duy Nguyễn, An Nhiên, Lưu Ly và chị Nancy hoàn thành cái công tác trao quà từ thiện ở tại quê hương Dương Vi. Thật ra cái việc mà cái đám ba sọc Việt Tân Dân Chủ Quậy ở hải ngoại cũng như trong nước, nó nói là yêu đồng bào, yêu quê hương, yêu đất nước, nhưng mà đến lúc hành động động thực thực tế thì chả thấy đâu. Đến hôm qua lúc Duy trao cái quà Tết cho tất cả những gia đình nghèo, những quà thì cái đám Hùng Lân này, Giáp Sơn Bùi, nói chung là mấy cái tên lưu manh đó có vào diễn đàn của Duy Nguyễn, nói là làm gì làm phải thực tế, làm thực tế như vậy mọi người thừa nhận, chỉ có mấy người đó không thừa nhận. Quay ra Dương Vi có hôm nói chuyện Hùng Lân, Hùng Lân comment ở trên cái diễn đàn Dương Vi, nó bảo là thế tôi cái dại gì gửi tiền về nước để cho các ông giàu mạnh nên là bọn tôi không đập đạp đổ được chế độ cộng sản đấy. Riêng Hùng Lân nói thế đấy, thì nó lúc nào cũng kêu gọi là đồng bào hãy đứng dậy để chống lại đảng, chống lại nhà nước, bởi vì những cái bất công như thế này thế kia. Nhưng mà những cái việc làm thực tế như hôm qua Duy Nguyễn làm này thì không thấy đâu. Nhảy vào diễn đàn sẽ phá rối, xong đến lúc người ta làm thực tế quá, kiểm tra cả chứng minh thư, hộ khẩu, đối chiếu với danh sách, quay ra hắn nói sao Việt Nam phát triển mà còn nghèo vậy, nghèo so với cái tiêu chí điều tra hàng năm là cái mức sống, mức thu nhập hàng năm nhá. Thí dụ tại cái địa phương, cái tỉnh nào đó mỗi người dân thu nhập một năm dưới mức 19 triệu thuộc diện hộ nghèo đấy. Nên nhớ nhá Hùng Lân nhá, một hộ thì một người thu nhập dưới mức 19 triệu đồng trên người trên năm thì thuộc diện hộ nghèo. Còn đối với cái đám như Hùng Lân á, chính phủ Mỹ đóng cửa như vậy, thậm chí cả cán bộ của liên bang, của Nhà Trắng còn bị mất việc. Việt Nam như vậy quá ổn định, mức sống là tốt, nghèo nó theo cái tiêu chí, theo mức sống hàng ngày mà nhà nước theo cái nghị quyết người ta
đề ra. Riêng cái cuộc sống người nghèo ở Việt Nam á, nó nghèo nghèo thật nhưng nó được nhiều cái rất là thoải mái, không bị đóng thuế, không bị xử lý về rất là nhiều thứ như kiểu ở các nước tư bản phương Tây. Nói chung là ai ấy đã từng sống ở các nước tư bản thì biết về cái việc phân biệt giữa người giàu và người nghèo như thế nào, và cuộc sống người tư bản với người cộng sản nào. Đấy, như hôm qua chị An Nhiên có làm cái live đồng bào dân tộc ở trên này làm Tết, ăn cái Tết thôi, rất là đông vui, bạn bè anh em hàng xóm láng giềng đấy, cán bộ cơ quan người ta đến chơi ăn Tết, giao lưu uống rượu. Uống rượu phải bắt tay nha, cái đấy là đặc sắc đặc trưng của quê hương Dương Vi nhá. Chào Phương Anh, chào Thi Phạm, chào Phạm Hồng Chí, chào chị Chi Vó, chào người lạ. Tới này đến Tết Nguyên Đán, từ ngày 30 Tết cho đến mùng 2, mùng 1 thì Dương Vi không thể live được rồi. Có thể live ở trong phòng, không thể đi chơi khác ở chỗ khác được. Nhờ đến hôm nào Dương Vi đi chơi, đi đến chỗ này chỗ nọ vui chơi, Dương Vi sẽ làm live để cho mọi người biết người ta ở trên này vui chơi thế nào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai để cho cái đám Hùng Lân biết là cuộc sống cộng sản, ngày Tết, ngày lễ người ta được hưởng thụ những cái gì, cái chỉ số gọi là hạnh phúc đứng thứ năm thế giới như thế nào, người ta gọi là hạnh phúc. Riêng ở các nước phương Tây ấy, chỉ có mỗi Tết Tây được có 1-2 ngày nghỉ thôi, nhưng mà ở Việt Nam á, năm nay Dương Vi tính là đúng 10 ngày nghỉ đối với cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Như vậy thì thoải mái đi chơi ngày lễ, ngày Tết, các thứ. Anh em, bạn bè từ Nam ra Bắc có thể gặp nhau được trong vòng 10 ngày nghỉ Tết đấy. Nhưng ở phương Tây làm gì có chuyện đấy, ở Mỹ, ở Pháp, ở Canada làm gì có chuyện đấy. Ngay ở Mỹ, một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, hùng cường nhất thế giới, đóng cửa chính phủ trong vòng chưa đầy một tháng, đã làm cho cái nền kinh tế, chính trị, xã hội của nước Mỹ bất ổn như vậy. Người dân điêu đứng, thậm chí cán bộ ở liên bang phải bỏ việc để đi làm thêm, có cái tiền thu nhập nuôi sống gia đình. Đó. Người lạ dân thường như Dương Vi ấy, tháng 360 ngày thì Dương Vi nghỉ đến khoảng 150 ngày rồi. Chào chị Bích Liên. Giao chỉ bộ nói đúng rồi. Nhưng mà thằng khùng thằng điên ấy, như Hùng Lân cái đám bà sọc kia là nó lại khác kìa. Cái đám này nó thuộc khùng điên như Chí Phèo rồi. Nó biết là nó sai nhưng mà nó cố tình. Chào Châu La Khải, Châu La Khải thời gian này từ lúc luật an ninh mạng được thực thi rồi nên là cũng đỡ hơn nhiều anh nhỉ. Chào chị Hoàng Hiền.
Ba sọc thì hết thời rồi, đến thời điểm này là hết thời rồi, không có giá trị gì đối với cái lời nói, không có giá trị gì đối với người dân ở trong nước. Chỉ còn cái đám dân chủ cuội trong nước với kết hợp với cái đám ba sọc ở hải ngoại, nó lừa đảo kiều bào ở hải ngoại để có tiền bỏ túi riêng thôi. Có một người Dương Vi cũng hay nhắc đến ấy, nhưng mà không nhắc tên đâu. Thì mọi người thời gian này đăng ở trên diễn đàn rất là nhiều, có một anh an ninh mạng theo dõi chị đấy, nên là anh ấy bảo Dương Vi kệ để cho anh em trên mạng người ta khác xử lý, Dương Vi không hề cần làm một việc đó. Để Dương Vi người ở vùng cao lại là người dân tộc nữa nên nói người ta không tin đâu, cứ kệ để cho những anh chị em hay lên diễn đàn tố người đó. Nên Dương Vi cũng nghe anh đấy. Chào Nguyễn Duy, chào Minh Lực. Người đó đầu tiên là nói là về quê hương đất nước, thì tham quan du lịch này. Nhưng mà thực chất đến tại các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Cần Thơ để làm gì? Để kết nối với cái đám dân chủ cuội trong nước, cái đám nhóm hiến pháp này, nhóm dân oan, để làm livestream kêu gọi kiều bào hải ngoại đóng góp vào cái phong trào ủng hộ, gọi là ủng hộ cái phong trào chống lại Đảng Cộng sản. Nhưng mà thực tế chỉ có những người nhẹ dạ cả tin mới tin cái đám đó. Những kiều bào làm ăn ở hải ngoại chân chính người ta biết việc đó. Biết về cái đám Đào Minh Quân, biết về cái đám Việt Tân. Còn hơn nữa bây giờ biết về những cá nhân, tổ chức cá nhân như tên Benny Trương, Tân Thái, Tiger, Google. Ôi, Châu Lạc Khải, an ninh mạng tất nhiên là theo dõi cả Dương Vi chứ. Bởi vì Dương Vi hay làm live và kết nối rất là nhiều người ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Quan trọng là mình có làm đúng theo cái hiến pháp và pháp luật của nhà nước không? Đặc biệt là có làm đúng theo cái luật an ninh mạng mà được ban hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 không? Đấy. Những người như kiểu bạn của Châu La Khải à, Nguyễn Văn Thương á, trước sau gì cũng bị cơ quan an ninh người ta sờ gáy, thậm chí còn bị kết án ngồi tù là cái chắc chắn. Nhiều câu Châu La Khải nói cũng đúng, nhưng mà ngược lại Châu La Khải xuyên tạc về chế độ, xuyên tạc về Đảng và Bác. Cái điều đó Châu La Khải đã vi phạm luật an ninh mạng ở điều 8 và điều 6, à điều 16. Nhưng mà sau khi luật an ninh mạng thực thi ấy, Châu La Khải là ít xuyên tạc về vấn đề đấy, nên vi phạm vào một số điều cơ bản. Nhưng chắc chắn là Châu Lạc Khải là biết cái điều đó. Giao chỉ bộ nói đúng rồi, mặc ai nó ngả nó nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Chỉ có cái đám dân chủ cuội ấy thì mới tin cái lũ ô hợp, lũ ba que, lũ chí phèo F2 của thế kỷ 21 sống lưu vong, sống lây lất như hành khất ở hải ngoại kia thôi. Ôi thôi đi anh, đừng có mơ mơ mộng nữa Châu Lạc Khải à. Ngay cả nhiều cái câu phát ngôn của anh nó làm cho em
tức điên lên. Em là cơ quan là an ninh ở địa phương, em xích cổ anh hay là mời anh lên cơ quan an ninh lên phường uống nước chè đấy. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dân tộc Việt Nam là một đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Đúng rồi. Đấy. Đối với đất nước Việt Nam phát triển qua các thời kỳ, qua các giai đoạn mà chứng minh năm 2018 cho chúng ta thấy về nền kinh tế thị trường phát triển như thế, về quan hệ đối ngoại song phương và đa phương nó tốt đẹp như vậy, về chính trị kinh tế các thứ là ổn định phát triển bền vững, các nhà đầu tư người ta tin tưởng vào cái môi trường chính trị trong nước như vậy, nên nó góp phần thúc đẩy nền tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy cái nền tăng trưởng GDP của Việt Nam lên rất là cao. Ngay cả cái quý 4 2018, chiến tranh thương mại xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ như vậy, nhưng mà Việt Nam cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm về cái vấn đề kinh tế, giao thương ở giữa Việt Nam với Trung Quốc, với Mỹ và các nước khác. Còn nền chính trị thì mọi người cũng biết, nền chính trị của Việt Nam giữ vững ổn định và bền vững. Thôi cớ anh những ngồi với con gái em á, ngồi cầm bút cầm tay nó tô chữ ô a bờ cờ giờ đời AI gì đó. Tóm lại là anh không có cửa ngồi với bọn em, nói ngồi với Nguyễn Phú Trọng, anh chỉ có cửa ngồi với con gái em thôi. Chào Tạ Minh Thành. Chậu tre, Châu Lạc Khải chậu tre mà tại anh Tạ Minh Thành. Tất cả các nước ở trên thế giới hầu như từ châu Âu đến khu vực Tây Á, Đông Bắc Á, Nam Mỹ, Nam Phi rất là bất ổn. Nhưng khu vực Đông Nam Á thì trong cái thời gian này cũng khá là ổn định. Nóng lên ở chỗ Biển Đông thôi. Ngược lại, cái nền chính trị Việt Nam rất là ổn định. Mọi người thấy rồi, nếu mà nền kinh tế nền chính trị không ổn định thì cái kinh tế không phát triển được, mà kinh tế không phát triển thì cái GDP không phát triển đến mức 7,08% năm 2018. Cái điều đó là khẳng định rằng môi trường, con người và cải cách hành chính Việt Nam làm tốt nên nó mới có được vị thế như thế. Mà đến lúc Ngân hàng Thế giới người ta công bố Việt Nam đạt cái mức tăng trưởng GDP cao như vậy, hầu như các quốc gia khác ngỡ ngàng. Đấy. Vâng, tao chỉ bộ chị cứ hỏi đi, nếu mà em biết thì em sẽ trả lời, không biết thì mọi người ở dưới comment em sẽ trả lời luôn. Chào Trương Huân. Trương Huân ở chỗ nào Thanh Hóa? Cháu chào chú Phan ạ.
50 năm nữa Châu La Khải có năng đi chầu nghĩa địa rồi, lên bàn thờ ngồi ăn chuối cái chuối cả nải, ăn gà cả con, hút thuốc cả bao. Đảng nhà nước người ta không khuyến khích người cán bộ là rượu bia và đến thăm các lãnh đạo nhé, mà thậm chí còn không được uống rượu ở trong cơ quan cơ. Còn Dương Vi ấy là người nông dân bình thường nên là nông dân Dương Vi là cứ thoải mái uống thôi, miễn là uống sao đảm bảo được sức khỏe của mình, đấy là cái điều cơ bản. Chào anh trai Kennedy. Thực tế là Dương Vi ăn Tết khá lâu rồi, rượu chè suốt ngày nên cũng phải chạy, ruột gan sơ vữa hết. Sau này á, rượu chè nhiều đến cơ sở y tế, đến bệnh viện khám bệnh người ta còn phạt Dương Vi thêm cái tội uống nhiều rượu bia. Nên là Dương Vi cũng phải hạn chế cái điều đó. Châu La Khải cực đoan lắm. Chào em Điệu Ví Dặm. Điệu Ví Dặm hôm nay tập hát rất là hay, nhưng mỗi tội là không cho thấy mặt thôi, làm like ngắn quá. Đấy, như Điệu Ví Dặm hôm nay hát để chuẩn bị đón mừng Đảng mừng xuân, nhưng mà có cái đám phản động, cái đám Ba Sọc Việt Tân, cái đám Dân Chủ Cuội, đám Chí Phèo F2 của thế kỷ 21 này, để tuyên truyền xuyên tạc. Và bây giờ cả nước đang trong khí thế chuẩn bị chào đón và kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019. 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì các thế lực thù địch phản động ở trong nước cũng như hải ngoại đã cố tình xuyên tạc về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta là người dân bình thường, chúng ta cũng phải hết sức là cẩn trọng về vấn đề đấy. Đặc biệt là những cái kẻ như Châu La Khải đây. Vô Tư Trương Huân ơi, Dương Vi sẵn sàng kết bạn với tất cả các bạn bè ở trên tất cả các nước cũng như trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là những người dân tộc, những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng ba như nông dân Dương Vi đây. Đó. Chú Phan này Châu La Khải nó cực đoan lắm. Mặt mày có hôm cũng đưa ra, nhưng mà hắn đưa ra một tí thôi. Anh Kennedy, anh có về Tuyên Quang quê anh ăn Tết không? Lâu lâu về quê anh, về Tuyên Quang lên Lạng Sơn chứ, Lạng Sơn quê anh á. Cho dù đi đâu thì anh cũng phải nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Chào Hà Giang nhé. Em nhiều lần đi á, nhưng mà không thể rời bỏ được quê hương của mình, đặc biệt là nơi chôn rau cất rốn của mình á. Em chỉ có thời gian em đi ra khỏi nhà mà khoảng thời gian là 2 năm ấy,
Nhớ nhà lắm, nhớ quê hương. Nói chung là rất là nhớ, nhớ mọi thứ, nhớ bạn bè, nhớ anh em hàng xóm, bạn bè học, nhớ con đường ngõ xóm, từng cây mận, cây mít, cây quýt, cây cam, như nào thuở trân châu cắt cỏ ra làm sao, rất là nhớ. Về quê hương thì còn có cái tình cảm của người ở thôn xóm này, anh em họ hàng, nói chung hàng xóm cứ là mình rất là nhớ, mà người ta cũng rất là quý mình, nên em không thể bỏ quê hương mình đi được. Em đi làm ăn cái thứ không? Em đi một thời gian rồi lại về. Với bố mẹ mình sinh ra ở đây. Còn có vợ, có con, có bạn bè, có mọi thứ. Anh có bằng chứng không Châu La Khải? Cái đám dân chủ cuội các anh lúc nào cũng quy chụp cán bộ. Anh không xem cái like hôm kia em với Duy Nguyễn với An Nhiên với một số người bạn nữa lên đến khu biên giới à? Đứng ở cách cái cột mốc ấy, nó phải rơi vào 120 đến 150 mét. Nó có ba hàng rào chắn, mình còn không vào đến đấy được thì làm gì có cơ hội. Cho nó nhập khẩu đồ lậu đồ liếc bán vào Việt Nam. Mình đứng ở đấy nói chuyện mà live stream thôi nhé, người ta đã không cho phép rồi. Các trường cái đoàn thuyền nguyện này thì em phải có trách nhiệm chứ, bởi vì đem về quê em mà. Em cảm ơn mọi người không hết á. Cảm ơn tất cả những người đã đồng hành ủng hộ cho cái chương trình này anh các trường. Đặc biệt là anh Lưu Ly, chị An Nhiên, MC Duy Nguyễn đó. Và tất cả các cô chú các bác nhà hảo tâm, thậm chí còn một số bác cựu chiến binh luôn dõi theo Dương Vi với là Duy Nguyễn, các bác cựu chiến binh, các bác là cán bộ lão thành cách mạng. Và một số người cũng đang làm việc, đang công tác. Người ta chia sẻ rằng là các chú các bác cũng muốn làm, muốn đi lắm, vì công việc hoặc là thời gian không có, tuổi tác, sức khỏe không đảm bảo. Nên thôi bây giờ các cháu cố gắng làm những gì các cháu muốn làm, không vi phạm pháp luật, mà lúc nào các chú cũng đồng hành theo dõi các cháu, động viên các cháu. Như vậy là Dương Vi thấy vui và mừng lắm. Mọi người trước khi Duy Nguyễn lên ấy, thì dọa Duy Nguyễn đường lên quê hương Dương Vi khó khăn lắm, đèo dốc đi vất vả, xong sợ rơi xuống vực này thế kia như ngày trước ấy. Ông Duy ấy, Duy là người cũng nhẹ dạ cả tin như Dương Vi nên cứ hỏi thắc mắc suốt. Nó lên đến nơi, lên thành phố
nhận phòng ngủ rồi thì ông mới nói là ố giờ tôi còn sống à, thế đấy mà ông chả biết nghe cái đám chậu tre, cái đám ba sọc bọn dân chủ cuội bọn chí phèo F2 thế nào, nghĩ quê hương tôi tồi tàn thế. Thì Duy lên Duy đi mấy ngày, 2 ngày đã chứng minh cho mọi người thấy rồi đấy, là một tỉnh nghèo nhưng mà để phát triển đồng bộ thì cũng không kém gì các tỉnh, các địa phương khác là mấy. Đấy là cái điều cơ bản để phục vụ cái nhu cầu thiết yếu cuộc sống của người dân, cũng như cái việc giao thông hàng hóa với việc vận chuyển người từ nơi này đến nơi khác và liên kết cái khu du lịch từ địa phương này với địa phương khác, nó thông qua cái đường giao thông. Mọi người biết đường giao thông phải ưu tiên số 1. Anh muốn phát triển được kinh tế xã hội ở một khu vực, một địa phương, một tỉnh nào đó thì bắt buộc anh phải đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, đó là giao thông trước tiên. Thứ hai là hệ thống như nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng. Đó là yêu cầu thiết yếu để phát triển kinh tế, cái ngành mũi nhọn không khói, đó là du lịch. Mà Hà Giang cũng là một tỉnh có tiềm năng về du lịch rất là lớn. Thì mọi người biết rồi, mà liên kết được vùng giữa Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Sapa, đấy, liên kết được vùng miền như vậy thì mọi người sẽ nghĩ sao cái khu vực Đông Bắc Tây Bắc nó phát triển nào? Thế mà dọa Duy Duy xón vó chào Danh Kiên, lâu lắm không gặp ông Danh Kiên này. Nhà sàn Dương Vi cũng lâu lắm rồi, cách đây 10, 10 năm, 9 năm, 10 năm, 2010 mà chị Bích Liên. Danh Kiên thời gian này chả biết làm tư tưởng cho đứa phản động ở bên Pháp kia, nó quay hồi tâm chuyển ý đổi về chứ còn live stream tuyên truyền xuyên tạc bậy nữa không? Vâng, nếu mà Việt Nam mình cứ đà tăng trưởng kinh tế như vậy với cái việc ngoại giao mềm mỏng khéo léo mà cũng nhiều cái cứng rắn để có được một cái nền chính trị ổn định như vậy thì chắc chắn nhân dân và đất nước sẽ ổn định, thái bình và phát triển. Giao chỉ bộ nhé. Danh Kiên thời gian không sang diễn đàn của cái chị gì ở bên Pháp nhỉ, cứ thế thò mặt Danh Kiên mà là chửi ông tùm lum tà la luôn á. Danh Kiên, Dương Vi hay là ai đấy, mấy người cơ, hoặc là đang ở cứ nên không chửi, chửi sợ con sau này mồm như bà ấy. Châu La Khải ấy, nãy Dương Vi nói rồi, anh chỉ ngồi với con gái em thôi, cầm bút cho con gái em, cầm bút cầm tay chỉ nó tô ô a bờ cờ giờ đời gì gì e gì đấy, nói chung là tô
cầm tay cho con em tập tô tập viết đấy. Chào Hải Duyên. Vâng, Trương Huân ngày trước Dương Vi có ở Thanh Hóa rồi. Nghi Sơn, Hậu Lộc. Cách đây phải 11, 12 năm rồi đấy anh Trương Huân ạ. Dương Vi thực tế là đi rất là nhiều, từ Đông Bắc, Tây Bắc, xong là miền Trung, miền Nam. Đi không ở cố định đâu, chẳng có, cứ hay đi. Bây giờ mọi cái địa danh, địa phương Dương Vi đã từng đi qua phát triển, người dân phát triển nhiều lắm. Dương Vi được cái lên Tây Bắc á, ở trên Điện Biên, Sơn La, được tắm giao lưu với người Thái, các cô gái Thái á, ra suối tắm hay lắm. Mình được phép tắm chung, được phép nhìn, nhưng mà không được phép sờ, sờ vào là bắt làm rể, khổ thế đấy. Dương Vi có thời gian nhất định sẽ vào Thanh Hóa chơi. Bây giờ Dương Vi có vợ con, có gia đình rồi nên không được tự do tự tại như ngày trước nữa. Giao chỉ bộ nói thế chứ. Mọi người đồn bậy, đồn bạ thôi. Bình thường mình vẫn sang bên đấy giao lưu văn hóa văn nghệ, thậm chí bây giờ các xã ở biên giới người ta còn diễn tập chung để bảo vệ phòng chống hiệu hỏa hoạn thiên tai này, lũ lụt này, để cứu hộ cứu nạn giữa người dân ở biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Mà Dương Vi cũng đăng rất là nhiều bài nói về việc phát triển hoặc là giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam Trung Quốc ở các tỉnh như Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn hay Lào Cai, có rất là nhiều đấy. Chào người miền Tây. Danh Kiên được Rô Sơ Đào và Ánh Chi. Ánh Chi là người chăm sóc Danh Kiên rất là đặc biệt đấy ca Trương ạ. Rô Sơ Đào thỉnh thoảng còn mời mọi người lên diễn đàn, chứ còn Danh Ánh Chi á, Ánh Chi là không bao giờ. Thùy Dương thì mò đi các diễn đàn ở trong nước, mà Thùy Dương đi vào các diễn đàn trong nước có thêm cái thằng 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 gì nhỉ, AQ, có thằng AQ kiểu gì kiểu lại có thằng mặt nám theo sau nữa, ba bữa là sập nick, bị bọn nó report hoặc là mất nick đấy. Ba tay này nếu nó đi chung một diễn đàn là chúng ta cẩn thận là mất nick. Vâng, cảm ơn Trương Huân. Cái đợt từ thiện này Duy Nguyễn với chị An Nhiên bỏ tiền túi ra rất là nhiều. Chi phí này khác rất là nhiều. Đóng góp từ thiện, kêu gọi các nhà hảo tâm cũng được khá là nhiều, nhưng mà cơ bản là Duy Nguyễn với là chị An Nhiên ấy bỏ tiền túi ra nhiều đấy. Nhưng mà hai người đó đại gia mà lo gì,
Duy Nguyễn thì An Nhiên lo gì, An Nhiên thu nhập chả biết bao nhiêu rồi, Duy Nguyễn thu nhập 5 triệu đô lo gì. Miễn là Duy Nguyễn cảm thấy đúng đủ và chính xác như vậy thì Duy Nguyễn cũng mừng mừng, mà Duy Nguyễn rất là hạnh phúc như kiểu như vậy, minh bạch. Chào chị Lê. Dương Vi chắc cũng thời gian nữa phải tu luyện để đam chấu ngon ngon tí, loài chim mạnh tí, chứ không như yếu lắm. Thời gian này toàn tu luyện trong cái nồi Eric, giờ bắt người Dương Vi, cho Dương Vi bắc lên bếp nấu khéo ra được khoảng 3 4 lít rượu, uống nhiều mệt, hại người yếu lắm. Đam chấu không được mạnh. Hôm nay rảnh rảnh cho nên nói xàm xàm tí cho vui thôi. Vâng, cảm ơn anh Châu La Khải. Anh là người không làm cho người dân xuống đường, mà trước đó, trước mùng 2 tháng 9, anh kêu gọi người dân xuống đường biểu tình là sao? Cà trường ấy, đấy là gặp những cái trường hợp nó chưa cao tay thôi, gặp trường hợp như cái đám A Quy Nguyễn với thằng mặt nám kia này khó lắm. Thằng tay chân của A Quy Nguyễn với cái đám Thùy Dương kia này nó report một phát là xong á. Vâng, mạng nhà Dương bị yếu mà. Cái chỗ này cũng không phải nhà Dương Vi mà là một nơi Dương Vi hay nhờ các anh ấy để ngồi live stream cho đỡ ồn thôi. Ở nhà Dương Vi, nhà sàn rất là ồn. Dương Vi muốn ngồi một chỗ như vậy thôi để cho nó ấy, mạng thì yếu nên nhiều lúc không mời được khách mời, là điện thoại ấy, dính bọn nó ship nhiều quá. Chào Ngô Thị Thiếp. À, Dương Vi kêu Hùng Lân vào đây xem ông ấy nói gì. Chào ông trẻ. Dương Vi chào cả nhà nhé. Hùng Lân đổi nick là tôi yêu Việt Nam nhé, còn một nick nữa. Khổ nhất là con cái của Hùng Lân ấy. Bố là người Việt, mang trong dòng máu Việt nhưng mà không biết quê hương, không biết dòng họ tổ tiên mình ở đâu á, biết là Việt Nam mà không biết ở chỗ nào, nơi nào.
khổ nhục, quá nhục. Vâng, anh Trương Huân nói đúng đấy ạ. Diệu Lê ơi, Dương Vi chả có gì đâu. Dương Vi chỉ có mỗi cho Duy uống vài ly. Ngược lại Duy còn đái Dương Vi á. Dương Vi cho Duy thấy được bạn bè của Dương Vi cũng như bà con nhân dân ở trên này thấy người ta quý. Quý trọng bạn bè, quý trọng những người khác như thế nào đấy. Chị Diệu Lê vào xem một cái like của anh Hiên trưa hôm qua nhé. Duy đang ăn cơm á, thì có một ông chú đến mời Duy uống rượu và uống không hết, là Duy không không yêu quý mọi người ở trên này nên Duy uống hết đấy. Mọi người uống rượu với Duy, mọi người uống hết, Duy không dám uống hết bởi vì tập gym kia các thứ nhiều cái. Nhưng mà ngược lại, có ông chú ấy nói câu đấy Duy uống hết, uống được nhiều ly đấy. Nên là hắn xỉn. Chào chị Nguyễn Hiền. Đi cạnh Duy ngại chết được, nó vừa cao to đẹp trai người lực lưỡng thế, mình như người thấp bé nhẹ cân. Chào Nông Thị Bích Hường. Đi cạnh Duy mình tự ti lắm, nó vừa cao to đẹp trai lại giàu có, mình trên răng dưới cắt tốt. À, được cái nó là bạn bè tôi không quan trọng, nghèo chỉ thật thà chân thật với nhau là ok rồi. Ừ, thế thì cái câu đấy Dương Vi lại nghe được. Dương Vi ngoài cái chân thành là chả có gì, chân thành chân thật là chả có gì cả. Hôm qua Duy trước khi lên xe đi về Hà Nội, Dương Vi xin Duy cái mũ, cứ tưởng cái mũ 200-300k, hóa ra mũ mấy triệu, toàn hàng hiệu hàng VIP của hắn. Ý định gửi lại hắn nhưng mà thôi, cái đồ kỷ niệm giữ lại chơi vậy. À, xin thì Duy là xin trước rồi. Dương Vi vào trong Nam uống rượu đế còn được một xị hai xị mà Duy làm gì uống được cái việc đó. Duy chỉ uống được hai ba lon bia, Duy xỉ là nghìn đô vậy thôi. Chào Thu Trương. Chắc ăn đợt Tết này xong Dương Vi cũng phải bỏ rượu bỏ thuốc tiếp rồi, để người mập mập lên chút, đi tập thể thao người khỏe khỏe, đi cạnh Duy đỡ 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 ấy. Thỉnh thoảng có vào trong Nam chẳng hạn gặp Duy đỡ phải tự ti. Chào Nguyễn Ngọc Lan, chào em gái. Đi cạnh người đẹp, người cao to, người nổi tiếng, người tự ti lắm.
Một lần lấy chồng ấy Ngọc anh đi đâu cũng thấy em hết, Nguyễn Ngọc Lan sức khỏe là cái quan trọng em ơi, tối chịu khó ngủ sớm sớm đi. Ít nữa còn lớn lấy chồng, thức khuya quá khó lấy chồng ạ. Dương Vi nợ mọi người nhiều lắm, nhờ Dương Vi chả có gì đền đáp cả, Dương Vi chỉ biết cảm ơn thôi, nợ tình cảm tất cả mọi người, tất cả những bạn bè, những người thương yêu, trân trọng, quý trọng Dương Vi, Dương Vi biết cảm ơn, Dương Vi nợ mọi người vậy thôi. Chào Công Hòa. Còn đối với bọn bà que, những đám dân chủ cuội Việt Tân, bọn những dân chủ cuội, cái đám Chí Phèo F2 thì Dương Vi, cái đám đó phải có thời gian nghiên cứu, chửi một ngày một đêm hay là làm một hai cái like, mỗi like tầm 4 tiếng chửi bọn nó mới hết bài được. Chào Diễm Phước. Anh Kennedy ơi, hôm qua à, hôm kia chiều hôm kia em có với Duy ấy, chị An Nhiên với là một số anh em của em đến cửa khẩu biên giới livestream, toàn thấy xe biển số 51, 54 thứ ở trong Nam xuất khẩu sang Trung Quốc này. Thế mà cái đám ba sọc với bọn Việt Tân Dân Chủ quậy kêu đóng cửa khẩu, đóng cửa khẩu ai bán hàng cho, mà Duy ở đó chứng minh rồi đó, tối Duy làm live ai vào đó hỏi xem liệu có đóng cửa khẩu được không, đóng cửa khẩu ai chết trước. Anh Trương Huân ơi, em cũng là con nuôi người Mường anh ạ. Bố mẹ nuôi em ở Hòa Bình mà, ở Kim Bôi Hòa Bình. Vừa rồi em cũng vừa xuống Kim Bôi Hòa Bình về đó. Em từng đến đấy, mọi người người ta rất là quý em từ ngày trước cơ. Em nhớ một lần em đến Thanh Hóa, ở Nghi Sơn Thanh Hóa, gia đình ấy cũng người Mường thôi, người ta nấu rượu lúc ấy 9 giờ sáng rồi, mà sương mù dày đặc, nhiệt độ nó rơi vào khoảng 4-5 độ, thì em không đun nước tắm xay rượu thì cái bác chủ nhà ấy kêu con gái là đi gọi anh ấy dậy đi tắm, đi tắm nước nấu rượu này sẽ tỉnh lại, chiều lại uống rượu tiếp, bảo thế. Thì em có đi uống, mà có đi tắm, tắm xong là chiều lại uống tiếp, không phải là rượu cần, rượu nấu cũng ngon lắm. Vâng, Duy nó có uống rượu mạnh như vậy bao giờ đâu, rượu này nướng mực được mà anh Diễm Phước. Thôi em hẹn anh Trương Huân khi khác, khi nào có dịp em vào đó, vào Thanh Hóa em sẽ alo anh nhé, nhất định em sẽ vào đó alo anh. Duy toàn uống rượu Tây với rượu
để lâu nhẹ, cái rượu này nặng. Cái rượu quê em tự nấu bằng rượu thóc mà đun lên tự nấu thơm lắm, men thì men lá tự nhặt, nó mùi đặc trưng. Có hôm đang nướng mực nhưng mà hết cồn, em phải đổ cái rượu nấu được cái nước thứ ba về đốt nướng mực, mà mực chín bình thường. Nói chung là em biết uống nhưng mà cái tửu lượng không tốt lắm. Cái tửu lượng tốt này anh Phạm Văn Tiến Thành hay đi các diễn đàn của mọi người cơ. Phạm Văn Tiến Thành uống tốt. Nhưng mà Phạm Văn Tiến Thành lại chọn người uống rượu rất là khó, cái ông khó tính. Vâng, chị Diệu Lê rồi, rượu từ nấu đấy. Chào Văn Linh Lê. Cái rượu mình tự nấu vừa đảm bảo vừa ngon, vừa đảm bảo chất lượng, không có tạp chất này nọ, xong men lá mình tự nhặt. Mà muốn có đủ cái chất để làm rượu nó phải nhặt khoảng 36 loại lá cây để tạo một cái quả men. Mà một nồi rượu ít nhất phải 22 quả men trở lên. Cầu kỳ mất thời gian lắm. Cách đây được 8 năm, Dương Vy có mang hai sách rượu tự nấu ở quê. Hồi đấy là mỗi một sách 600.000, 600k để xuống Hà Nội với Hải Phòng. Mà để ở Hà Nội 10 lít, xuống Hải Phòng 30 lít. Người ta thứ nhất là chê hơi nặng. Cái thứ hai ấy, là cái giá tiền nó đắt so với rượu gạo, bởi vì rượu gạo ấy, người ta dùng cái men nước của Trung Quốc kìa về ủ, chủ yếu là để nấu cho lợn thôi, giá rất là rẻ, lít có khoảng 15-20 nghìn, nhưng mà cái này lít bốn mấy, 42-43 nghìn nên mọi người chê đắt, người ta công nhận là ngon thơm đấy mà chê đắt rồi ấy. Nên Dương Vy đã bỏ cái chương trình ấy. Không thì Dương Vy đã làm cái rượu thương hiệu ở quê đem xuống Hải Phòng, Hà Nội rồi. Có đi một số nơi lớn, nhà hàng các thứ người ta cũng muốn, nhưng mà đắt quá. Hồi đó khách người ta yêu cầu là số lượng, không yêu cầu chất lượng như bây giờ. Nếu như bây giờ là ngon ấy, chất lượng đảm bảo như vậy là tốt đấy. Bây giờ tại quê Hương Vi cũng có một hợp tác xá toàn chị em phụ nữ thôi, đứng ra thành lập một cái hợp tác xá về rượu, rượu thóc men lá ở quê hương. Cũng có cái máy khử aldehyde, máy lọc, máy liếc để loại bỏ tạp chất này nọ rồi, nhưng để thâm nhập được cái thị trường nó là cả một cái vấn đề rất là lớn. Dương Vy không tiện để tham gia vào đấy. Đấy là cái chương trình của chị em phụ nữ, mình đàn ông nên không 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 thể tham gia vào đấy. Mà 1 lít rượu bình thường, rượu gạo ở ngoài thị trấn này ở xuôi nó chỉ có 15-20 nghìn đổ lại, cái này 1 lít nó bốn mấy 50 nghìn thì nó quá đắt nên mọi người không uống hoặc là không không mua, nên là nó thâm nhập thị trường khó là khó ở chỗ đấy. Đó là về cái đặc sản rượu của Hương Dương Vy. Hương Dương Vy nhiều đặc sản lắm. Hôm trước lên đây ấy, định cho Duy ăn bò khô rồi. Nhà bò khô ấy, mình không làm hay là
Trâu khô mình không làm trực tiếp, mình làm ấy cũng không bảo, mà mình cũng không dám mua về để cho nó dùng. Dùng nhớ dùng phải cái lợn tai xanh đã từng thông báo trên TV kìa. Lợn tai xanh tai xiếc về nó ướp chế biến là cho mỡ bò hay mỡ trâu vào, người ta bảo là đấy thịt bò thịt trâu đấy, nên Dương Vi không chơi cái điều đó. Cái gì phải chắc chắn thì Thương Vi mới cho bạn mình thưởng thức, không thì thôi cho nhịn nó về đấy. Cái đơn giản nha, cái thịt lợn người ta toàn lấy thịt lợn nạc lợn đã chết nhưng không tiêu hủy tận dụng á, có gia đình tiết tận dụng 5-7 con lọc bỏ hết mỡ đi, lấy mỗi thịt nạc thái ra mỗi miếng bằng này bằng ba ngón tay hay hai ngón tay, luộc luộc qua là cho muối miết vào, đến lúc ướp gia vị ấy, đổ mỡ bò hoặc là mỡ trâu vào đấy tẩm ướp, treo các bếp khô, rắc ớt bột thì biết các thứ, nói chung là gia vị vào đầy đủ như kiểu mùi bò hay mùi trâu ấy. Thế là biến thành thịt trâu bò khô, nên là nhiều người dính dính cái kiểu đó, mà cả TV người ta cũng cảnh báo điều đó. Dương Vi không dám mua về cho Duy Nguyễn hoặc là giới thiệu Duy Nguyễn mua để thưởng thức, mà Duy đấy rất là háu ăn, đã vào đấy nó phải cái đồ ăn không đâu vào đâu, như nào ngộ độc thực phẩm. Dương Vi lại là người có tội nên tốt nhất không nói không bảo nó đấy. À, chị Diều Lê bình quân là nó là 42.000 lít á, chả biết là đợt này nó khử lọc aldehyde các thứ là bao nhiêu, lúc nào em hỏi ký em bảo chị nhé. Em hôm kia dùng hết can rượu 20 lít em nấu cách đây được 7 tháng. Em để trên gác bếp đến lúc đem ra uống vẫn sủi bọt mà. Cái rượu này nếu mà để hạ thủ cho cái một ít sâm siết vào ngâm để đấy khoảng 1-2 năm uống, những ai cặp tình nhân lâu ngày mới gặp nhau hoặc là vợ chồng xích mích gọi nhau uống ăn bữa cơm mà uống 2-3 ly khéo lại bật nhạc rồi nhảy cha cha chẳng hạn. Không, cái này không có cồn, nó không thuộc cồn, không cồn kiếp. Nếu độ nặng nó rơi vào tùy mình nấu thôi, mình lấy nhẹ này nó cũng phải tầm 37-38 độ, còn lấy nước đầu nước thứ hai nó 60-70 độ là bình thường. Em nói chị là nướng mực được chị biết, nướng mực mực chín bình thường thay côn được mà chị biết. Cái rượu này nấu nấu cách thủy nhé chị nhé, hay hôm nào vợ em nấu em làm live live từ đầu đến cuối thôi mọi người xem. Đáng nhé, ngày trước có cái lu to á bằng gỗ thì cái đấy còn thơm hơn cái chảo nấu rượu bây giờ. Chảo nấu rượu bây giờ bằng nồi với là nhôm nó cũng không được thơm như cái
cái cách thủy kia, cái lu ấy. Cái lu cái đấy thơm đặc trưng lắm, tính trên đếm trên đầu ngón tay ở tại địa phương nó có khoảng 2 3 nhà có cái lu đấy thôi, khó kiếm. Dương Vi hay đi nhiều nên hay được nhậu nhiều, nhậu nhiều nên là biết nhiều thứ rượu. Mỗi tội là chế biến món ăn hơi dở tí. Các loại lá men ủ á, thì người ta phải nhặt về để lâu á chị ạ. Nhặt về nó phơi khô, băm nhỏ phơi khô là mới cho vào máy nghiền về lại bắt đầu nghiền cái thóc ấy, cái gạo hoặc thóc thành bột, bắt đầu nặn trộn các loại lá cây ấy, đều với cái bột gạo mình xay nhuyễn về thành quả, mới đặt lên gác bếp để trong vòng 20 ngày đến 1 tháng thì lúc đó nó mới lên men. Lên men thì mình muốn nấu rượu thóc mình phải đun cho nó nở ra nhé, vớ ra. Khi nào gần nguội mình mới trộn cái men ấy, giá nát cái men, cái quả men lúc ấy mình nắm thành cục rồi ấy. Mình giá nát ra, trộn đều để trong vòng 1 đêm 2 đêm, lúc nào ủ sờ vào thấy phát mình mới cho vào bình hoặc bịch để ủ đấy. Trong đấy khoảng tháng 2 tháng, càng ủ lâu càng tốt thì rượu nó lại càng thơm càng ngon càng chất lượng. Không, cái này là cái gia truyền từ ngày xưa rồi, gốc gác rồi. Bởi vì cái thời bao cấp ấy, người ta không có rượu như đây uống, rượu Tây thì mình không thể uống được nên người dân người ta tự mày mò sáng tạo ra thôi. Nguyễn Ngọc Lan, em ở chỗ nào mùi rượu thóc uống rất ngon đặc trưng á? Em Nghệ An hay sao? Đó. À, quan trọng là cái men mình làm, nếu mình cho cái nhiều đồ cay quá nó hắc khó uống, mình cho cái đồ nhẹ. Ở Lào Cai ngày trước anh từng nghiện rượu Bắc Hà cho ống nứa ống tre. Hồi đó anh có rơi vào 18 19 tuổi, 19 tuổi thôi. Anh qua đó và ở trên đó được đâu hơn 2 tháng, trời lạnh đi nhiều nên cứ rượu người ta nấu xong cũng ủ trong ống tre, là thôi chú hay bác biếu cháu này chẳng nhẽ không nhận, nhận thì ngại mà không nhận người ta lại không hài lòng. Thậm chí còn một số em đang học sinh cấp 2 mà anh ấy, anh em thấy anh vất vả cũng quý anh cầm cái này để đi đường để ấm, uống cho ấm, thế là mãi sau mới bỏ được đấy, nghiện đấy, rượu đấy thơm ngon lắm. Rượu sắn nùng anh uống bình thường thôi, ngại nhất cái rượu ông trúc ông chè kìa. Rượu nặng quá uống mà cũng hại dạ dày lắm anh Trương Huân.
Dạ dày, ruột, gan, thận. Hôm nay đi cơm khách em có dám uống rượu nặng không? Thôi cầm cái bát, cái tô ra ngoài kiếm cái bình nước lọc về lần lần ngồi cả mâm thống nhất nhá, cả mâm mình lấy cái tô rượu này đổ vào cái ca nó chắt ra để nhẹ uống dễ đỡ hại. Rượu nặng cũng không sợ, thơm ngon thật đấy. Nếu uống thí dụ uống rượu thưởng thức thì nó là vừa hai người hay bốn người ngồi uống giao lưu, vừa nói chuyện vừa đàm đạo nói chuyện này nọ, thì uống cứ một ly nhỏ nhỏ này, nửa uống một như kiểu một tí một như kiểu uống rượu tây á, nhưng nó lại rất là thú vị, rất là ngon, còn thưởng thức được hương vị nặng nhẹ như nào. Nó uống kiểu mời khách đến mời uống phải hết ly đi, phải hết ly đi. Như hôm qua Duy uống là chết, không biết mùi vị như nào, chỉ biết say là say thôi, mà say khó chịu. Con chào chú Nguyễn Nhàn nhé. Chú Nguyễn Nhàn ơi, khi nào có thời gian, có điều kiện chú ra Bắc xong là lên thăm chiến trường Vị Xuyên, cái lò vũ Thị Kỷ á, thì chú tạt qua cháu nhé. Chú Nguyễn Nhàn bạn với em là chị Diệu Lê, kết bạn trên Facebook, chú gọi quan tâm em lắm, hay gọi. Không biết chú Nguyễn Nhàn thì ở biên phòng đấy, chú có cái kỷ niệm gì với các cô gái ở vùng cao ở giáp biên không? Cháu đi có thời gian cháu đi, cháu có nhiều cái kỷ niệm đặc biệt với các cô gái ở bên Tây Bắc, cô ấy hiền thật thà ngây thơ đấy chứ. Mà hồi ấy cháu cũng dại, cũng ngây thơ cơ. Có hôm nhậu nhậu xong rồi bố mẹ của cô ấy tạo điều kiện bảo là thôi con đưa cháu, đưa anh ấy sang nhà bác ở bên kia chơi, bác dặn từ chiều nay rồi. Thế mà đi nửa đường á, đến nhà đấy thì đi đường đất mà ở rừng núi thì biết 9 giờ ở nhà, đi đi đến đấy chẳng 11 12 giờ. Đến đấy nhà cửa thì người ta đã tắt đèn đi ngủ rồi. Gọi thì không dám gọi. Thì quay về trời mưa, ngồi lều lều cách nhà khoảng 200 300 mét. Lên nhà thì chó sủa sợ bố mẹ chửi, ngồi đấy hai đứa ngồi tâm sự mà cứ ngồi cách nhau gần mét này, không dám làm gì, không dám nói chuyện gì. Nhìn nhau hỏi này hỏi nọ, hỏi toàn hay chuyện không đâu vào đâu, bâng quơ mà dẻo mó như Duy Nguyễn là chết. Chỉ có các cô ấy theo Dương Vi cả đàn thôi. Mà dẻo mó như thế này, những cô như Nguyễn Ngọc Lan này này, xong chắc thành vợ Dương Vi hết. Mà hồi đó khổ thế, ngây thơ, trong trắng, dại khờ. Hai đứa đứng nói chuyện ở trong lều rồi. Em học lớp 8, lớp 9 hay lớp 10, 11 này.
Nào, đến lớp cô giáo kiểm tra bài có khó không? Hay bị cô phạt không? Về nhà làm gì? Về nhà em chăn trâu. Chăn trâu chiều tối về chăn trâu xong là nấu cơm giặt giũ là cơm học bài đi ngủ sáng hôm sau lại đi học. Chỉ có mỗi chuyện như thế thôi. Cứ bài ca muôn thuở. Dạ, nghĩ về bây giờ khờ. À mà ở Thanh Hóa, ở Hậu em có một cái kỷ niệm rất là đẹp. Anh Diệu Lê ạ, có một cô gái ở đó hồi đấy, rơi vào khoảng 17 tuổi, hơn em. À, tính thế nào, 17, 17, em hơn cô ta mấy tuổi? 17 hơi em 21 rồi. Đến ngồi ở góc ủy ban á, như ông bảo vệ. Tán gái ở đâu không tán thì rủ ra góc ủy ban ngồi tán gái. Gặp ngay ông bảo vệ, ông đi chơi về ông xỉn. Ông thấy hai đứa ù ì cái tưởng ma sao, ông vác đèn pin ông soi ông đuổi chạy mất dép. Vào trường ngồi ngồi được tí, nhưng ông hiệu phó lại thả chó đuổi một trận nữa. Về nhà leo vải, ngồi trên cây vải, thấp thấp, cái cành chia ra, cành vải lại gãy. Đúng hôm đấy là cái kỷ niệm không quên, đến giờ vẫn nhớ cái kỷ niệm đó. Mà cô ấy cũng thỉnh thoảng trêu, liên lạc trêu, sao không biết nào, vẫn kiểu Facebook phê biết. Gặp nhau vẫn nhận ra thế là kết bạn, vẫn trêu bảo may cành vải gáy chó không cắn, bảo vệ đuổi không bắt đấy. Cái vụ con Nguyễn Thùy với Nali các thứ, còn mấy người nữa, Nguyễn Ngọc Lan ạ. Em cứ theo dõi đi, hồi sau còn hay lắm. Cái vụ này anh không nói được. Cũng để cho mọi người nói đi. Anh nói thì người ta lại bảo anh thế này thế kia, khó. Anh trai ơi, gần Tết rồi về đi, cái chị ở Hà Nội ấy buồn lắm. Cứ ngồi hát mình có lúc hát hát xong chọc một tí còn khóc kìa. Nha Kennedy nhé. Em 53 4 tuổi. Em đi hồi 16 tuổi hơn anh. Nhà lúc Thanh Hóa lúc ấy em 20 21 rồi. Em đi thực tế là rất là nhiều cơ hội chứ, nhiều cơ hội để làm rể ở Tây Bắc, Đông Bắc, làm rể người Mường này, người Thái hay là người Kinh. Không biết nào tiếng gọi của quê hương, nhớ cha mẹ nơi trên chôn nhau cắt rốn, lại nhớ bạn bè hàng xóm cứ kêu gì kiểu cũng lại quay về, thế mới lạ. Mà hồi đấy ngốc không biết tán gái, mà bây giờ cũng chả biết tán luôn. Đến vợ anh bây giờ lấy vợ cũng vợ tán, mà Nguyễn Ngọc Lan vợ anh tán anh như anh có biết tán vợ đâu. Khổ thế rồi. Khổ nỗi cha Lưu Ly với Duy Quyến, hai ông dẻo mò thế, chả bù cho mình thế nào, chả bù cho anh thế nào.
Anh Lưu Ly đang lai lại. Thôi à, em chào tất cả mọi người nhé. Chào cả Nguyễn Ngọc Lan. Không à, vợ em là người ở trên Hà Giang với em, một trong 14 dân tộc đặc biệt ít người ấy, chị Diệu Lê. Người Pà Thèn nhảy lửa lắm.